sáng nay mình đi chợ ăn sáng xong rồi đi Châu Đốc luôn. Cá quá trời cá luôn, cá cua anh ơi. Nước không hả? Hả? Hai gì kệ đi. Kệ luôn hả? Kệ luôn đi. Thôi dưa hấu, dưa hấu ngộ ta các bạn ngộ không ha. Không có hả? Đây nè. Đây nè. Đó đó. Để đầy đủ mà không phải là sướng hả? Sao mua sò cho hai đứa nhỏ. Sướng có vé gạo à. Rồi mình ghé mình ăn bún cá. Hoa gạo à. Sao hỏi vậy? Chúng món rồi, chúng món rồi, chúng món rồi. Chúng món rồi. Giao nhiều không không tội phi. Giao nhiều. Cô cảm ơn. Dạ đây, cảm ơn. Rồi mời cả nhà đứng cá nha. Cái chị nào qua nấu hoặc là đi quán ăn. Quán mình mới biết. Quán mới biết rồi. Chứ không phải là quán mới. Rồi, xin mời, xin mời. Em ăn cá gì cá. Để xe gì vậy? Xe đi chừng ổn vậy? Dạ. Kiếm chanh rồi. Đúng rồi. Chanh nó được. Dạ dạ. Hai đứa ăn xong chưa? Này của nhà mình đúng không cô? Ờ, bán nhà. Cô giống con Hai Quy đúng không? Ủa là giống cô Hai Quy kìa cha. Dạ. Nhớ mua điện thoại cho bà Sáu nha. Dạ. Trời ơi, giọng quá. Đây vậy sao mà chuẩn bị đi cho xe tiếp tục á. Này mình chung tính đi Châu Đốc mà khách điện chỉ 6 mà chỉ 6 chạy nha. Ngày mai mình mới đi. Đây nha, mở cửa nha. Nhìn này gì mà cái bông nhìn đẹp quá trời đẹp luôn mà. Mai lên lú bông không à? Bông búp búp không? Đây nãy giờ mình đi bộ tới chợ. Ờ dưa hấu đỏ quá đỏ luôn. Non đẹp ha. Ủa nãy sáng có mua gừng không? Gừng có trong phố con gừng nhà. Dịch khô gừng. Vậy anh lấy gừng em cạo luôn. Cạo bà con. Ủa cạo bà con. Rồi vậy thì sao? Dịch này nè. Dịch này nó mới lấy cái máy đánh lông sạch bách luôn ạ. Ừ. Cái gì? Bóng lưỡng luôn. Cái... Rồi có lông nha. Lông
làm máy hả? Máy nó làm không có, làm bằng cái máy nó quơ hả? Ủa vậy hả? Dạ. Trước nó không có chỗ này thì ăn có đó không mà. Dở lên, dựng lên đây, dựng được không? Ừ, lấy ghế ra đúng rồi. Đâu, dựng xe anh coi nổi không? 1, 2, 3. Ôi ôi, ôi ôi. Hai trái nha. Hay quá. Không phải che tạm cho cô ba á. Ừ. Cô ba. Để ngồi hít đu chơi đi. Cứu con hả? Con đi qua được đi, con đi qua nhịn từ từ xuống. Đi qua được mà. Ừ, bước từ từ qua. Rồi đi qua từ từ, ừ, bước xuống. Đúng rồi, bước qua luôn. Con đi thẳng ra ngoài luôn, qua Mỹ má. Giờ quay bé Mỹ cắt bông lan hả? À? Cắt bông lan của sư nội hả? À. Rồi chỉ chưa? Ồ, bông bự ha. Ừ, lan này bông bự quá nè. Mấy cái? 5 cái chưa? Mấy gạo nắng nó chạy vô rồi. Nắng quá. Lan này đang nở bông. Ừ, bông nhóc luôn à. Ồ, có khu qua có trái này kìa. Ở đâu phải trái nè. Đó, trái hôm qua đó. Làng quá đẹp luôn. Nghe không? Thử chia bơ này ngon. Ồ, cũng ngon nè. Cái màu thấy chắc ngon. Ừ, màu vàng này ngon nè, tài ăn ơi. Thử miếng coi. Ra sao? Chín ngon, ừ, màu chín. Đắng không? Không đắng. Nó béo mà dạng nó hơi có bột chứ nó không có dẻo ngoèo như bơ có, kia. Có bột cũng ngon chứ. Cái loại bơ dài nó mới dẻo ngoèo. Đó đúng rồi. Bơ dài nó. Cái này béo. Nó không gặp. À, học sau sáng giờ chưa hết luôn. Rồi ăn đi con, ăn múc ăn. Hết trơn. Ờ chừng đớt á, ừ chừng đớt. Hết trơn còn một miếng thôi nha. Ờ hết trơn còn miếng rồi ha. Làn của bé Mỹ cắt. Đập vô cho hơn vậy, đừng đập nát không, đập dập dập cho ra nước thôi là không đập cho nó ngấy vô nó lựa nhá. Dập dập cái bỏ đại vô đi, cắt lượn nè, nhìn thấy là biết béo, ừ. Dẻo vậy, thử khoanh rồi chắc là chắc thấy có không dẻo không, mới là trước thấy dẻo lắm, nó dạng chút nữa. Ừ. Không 34 hả, bên này nè. Ừ, đúng rồi. Ừ, độ dẻo khác liền. Ừ. Cái này nó có màu bở bở, này bở giống như bở nước vậy. Nhìn thấy cái bơ thấy ngon. Cái này dẻo ngoẹo à. Con thử thiền. Sao biết cắm quá vậy ta? Có lần xíu nãy giờ nó ngồi nó chiếm cắt mấy cái lá đó. Vậy cắm. Tự đi cắt lá vậy cắm luôn hả? Ờ biết chăm chỉ rồi giữ. Rồi làm thợ cắm bông luôn. Dẻo quá. Thấy đẹp luôn. Xanh thơm lại, cháy dừa vậy thôi. Mai đổ tay thôi. Bữa mẹ con nấu nay cái khám lắm. Tao lâu cái kho. Ừ. Mà mua chừng nửa con mua nhiều ăn cũng hết nữa. Nửa con này cũng bự nè. Ít ăn. Ở đây dưỡng sáo cũng thích, dịch kho gừng Mỹ cũng thích. Ừ.
sướng đang ra là nhờ sướng đang coi. Nói gì cho ok bà sao? Hả? Để ta ra cái đứng hớt thì chẳng may đâu. Chẳng may đâu không? Chẳng may đâu không? Chẳng may đâu không? Rồi thôi. Xương heo, móng heo. Ai để ngửa kìa. Ừ, bắt máy lên alo. Máy lên. Anh nhờ. Con có điện thoại rồi. Ok. Ok. Quay lại chút. Ai đi trước? Hai du rồi men, hai du rồi kia, rồi men, kia luôn ra, rồi ra. Ăn trước chơi hay gì vậy? Con Mỹ ăn cơm trước đi. Cái gạo ăn sao? Dịch thì quá trời nạt luôn. Cơm nha. Rồi. Mà ở trước chị ăn các bạn mua cơm nha, đừng có gì tháo nha. Ăn cơm đơn giản đi. Mấy cầm Mỹ cầm tô chạy à. Nhiều ăn quá ăn hết qua ăn đâu hết mà. Quá trời. Cơm cá nó ăn mà ăn luôn. Cũng cái muối kho đó giờ anh ăn cũng của cái trắng kho không đúng không? Có cái muối nữa nghe. Ờ, muối nấu canh nào. Cái vịt này ngọt lắm, không có teo quá. Dạ. Hạnh nở súp này thấy nước nó đâu đục được. Không có tâm nhiều. Chứ cái móng này mà con nấu lửa củi ra nó đục mà. Nó mềm nó đục luôn, à, nó ra nước đục luôn. Còn con hạnh nồi này á, nó tự âm nó tự sôi ở trong từ từ vậy mà nó không nhỉ. Nhưng mà con phải trụng luộc qua một cái. Chúng ta bỏ chắc bỏ kia đục là cho mình nấu mình hầm được từ từ nó ra. Nhưng mà con hình như là lửa lớn lửa nhỏ gì cái móng là nó đục. Có cái mình ăn trong lọ súp này nó không mục, nó không đục. Rồi cơm vô. Rồi bây giờ sẽ gà. Mày ông múc ra mà một lần nó ở đây rồi bây giờ kìa. Để giữ người ta. Quay đầu. Chạy hay à. Giống của con của chị Hai, giống con dạo lắm. Ôi nhưng mà cái nó gì? Không phải là sọc hết, nó không phải là mà tiếp hả? Mà con mang con bỏ đâu? Thì dài nó lấy cho nó gãi rồi cho nó. Để ai nó mẹ trở ra được. Chuyện dục à. Ăn lại lên. Một cà, hả cái gì? Tiếp tục dẫn hai sướng của mình Long Xuyên chơi nè. Tính bữa nay mình đi Châu Đốc rồi mình về luôn. Mà Yến Sáu chở khách rồi, ngày mai mình mới đi rồi mình về. Mình đi Châu Đốc xong rồi mình về luôn. Chiều nay đi Long Xuyên chơi tiếp tục. Nó vừa hành này đang tốt. Cái gạo ở đâu đó? Đi đâu? Đi đâu? Vẽ gì? Ừ ơi. Vẽ gì vậy? Rồi con chào ông bà cô chú đi, hồi dẫn đi chơi, bà Sáu dẫn đi chơi. Này gặp. Con chào ông bà cô chú. Còn sao nữa? Cười. Cười là biết nó mê chơi ha. Cho không được chả? Hết được rồi hả? Cứ vai làm
vừa đó uống ngọt á. Ừ, lửa. Đó mình coi cái bên sao? Tưởng đâu mình thấy. Trái còn chùm như chùm dâu vậy. Trái quá trời sai luôn. Đi qua mình chơi luôn rồi. Sáu đang bơm nước. Cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu đi du lịch hay đi đâu á, liên hệ với dì Sáu, dì Sáu qua số điện thoại ở trên này nha. Xe 7 chỗ đến 16 chỗ. Xuống mới xuống phà nữa. Hôm nay tối nay tiếp tục đi chơi. Tới cái chỗ chiếc ghe cho đó đó. Cái cồn này nè. Ờ. Tới rồi nó lỡ vậy đó, hả? Xuống mình trời cồn như đó. Ờ. Đó là cái cuối dưới này là cái ngang cái chợ Long Xuyên. Rồi bắt tô là nằm bên đây nè. Ờ. Đó là chợ đầu mối đó, chỗ đèn đèn đó đó. Riêng cái dãy đèn đó là chợ đầu mối. Đúng rồi. Có anh phà đó, quay qua phà chợ ôn. Ở đó là cái nhà máy gì á. Giờ thấy dục nè. Nó Mỹ tập phải dục à. Mỹ thấy dục. Mỹ điêu luyện à. Con gạo ngồi lắc hả? Con gạo ngồi lắc eo kìa. Bờ hồ Nguyễn Du hả? Ờ, ở dưới đó cá dữ lắm cá. Mà cá nó nuôi đúng không? Cá thường nhiên. Ôi vậy hả? Này bán kẹo kéo với bò bía. Đây mình tập chụp vòng vòng một xíu, mình đi ăn bún đậu bún tôm. Chiều vậy cặp cái sông gió nó mát. Giờ giờ chơi ngồi đó luôn. Ừ. Dạ, cô. Ê, người ta đang ngồi Mỹ. 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 Con xuất ra cho cháu nó chơi. Mỹ. Xuất ra.
nhìn kẹt cái giò đó nha. Cái chiều này tàu chạy cũng nhiều, tàu với ghe. Đứa nhỏ đi về siêu thị ăn gà gác dưới cái đùi. Ăn gì vậy? Ăn gì? Cái đó chị hả? Cái này học hai tay chiên. Cái này cầu Nguyễn Thái Học. Cầu nhìn đẹp quá ta. Bé Mỹ nặng chú tác cho nước chấm à. Sáu dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm. Cho Mỹ nặng vô mẹ. Tôi khỉ. Mỗi đứa ăn nó hửi đó. Hửi gì? Hửi con khỉ. Hỏi nó ăn không thấy hửi vậy đó. Vậy hả? Ừ. Ăn nữa hả? Bánh tráng này mặn lắm á. Tại nhìn thấy hấp dẫn quá. Bún cho con ăn nè. Bún cho con không? Bún cho con không? Đó mà con tự cuốn. Con tự cuốn được. Ý cuốn không? Rồi Hai Xuống xin mời cô chú với bạn cùng ăn với gia đình có gì Sáu với Hai Xuống nha. Mắm tôm này cũng ngon. Tàu hủ này nó chiên ở trong nó mềm ngon. Hôm năm lên tới dẫn ở đây ăn mà hả? Quay nhà nó đi. Em nấu ăn ở nhà không có thời gian để đi. Tại vì có mấy con ăn nhậu nữa rồi. Tại ra ăn nhậu có ngày đâu có đâu đâu. Từ từ hả? Không có thời gian để đi. Rồi xin mời cả nhà cùng ăn nha. Bún đậu mắm tôm. Bánh gà ngon, ngon không? Ngon. Con muốn ăn con ăn Mỹ thôi. Cái gì? Con hai ở phòng là cuốn cho con rồi. Con muốn ăn xong rồi bây giờ về. Chỗ này bán ăn xuống thấy ăn rất là ngon. Đi về ngoại với cô ba chịu không? Cô ba ở giờ mình đi về sáng mình đi Châu Đốc. Hai Xuống xin kết thúc với cô chú anh chị các bạn. Hai Xuống hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Xuống nha.